Nga Vũ, người sẽ đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình để theo dõi về nội dung bình luận của chúng tôi. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Iran. Hezbollah thề đáp trả dứt khoát việc Israel giết chết chỉ huy hàng đầu. Iran treo cờ báo thù, cảnh báo đanh thép Israel. Trung Đông trước nguy cơ chiến tranh lan rộng do căng thẳng Israel-Hezbollah. Thưa quý vị, khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng chưa từng có sau hai vụ ám sát xảy ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ, nhằm vào hai quan chức cấp cao của phong trào Hamas tại Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Và khu vực Trung Đông liệu có nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện gây tổn thất cho tất cả các bên hay không? Xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị khách mời sẽ xuất hiện trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cương. Từ năm 1995 đến năm 2007, ông là đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Iraq, đồng thời giữ chức vụ là đại sứ không thường trú tại Vương quốc Hashemite Jordan và Cộng hòa Yemen. Ông được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE và đại sứ không thường trú tại Cộng hòa Lebanon vào năm 2008 đến 2011. Tháng 7 năm 2012, ông được thăng cấp bậc đại sứ trọn đời tại Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Quang Khai. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Xin chào các quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi đi vào cuộc trao đổi với hai vị khách mời của chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây để có cái nhìn tổng quan hơn về hai vụ ám sát ông Haniyeh ở Tehran và ông Sucr thuộc lực lượng Hezbollah ở Beirut. Căng thẳng Trung Đông những ngày qua như một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào và trở thành một cuộc xung đột toàn khu vực sau hai vụ ám sát súng động. Thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah, các lực lượng do Iran hậu thuẫn, thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng biệt cách nhau chưa đầy một ngày vào cuối tháng 7. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh, bị ám sát khi đến Tehran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Chỉ một ngày trước đó, chỉ huy cấp cao của Hezbollah là Fuad Sucr thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở ngoại ô Beirut. Israel đã nhận trách nhiệm về vụ không kích thủ lĩnh Hezbollah sau khi quy trách nhiệm cho lực lượng này về vụ tấn công khiến 12 trẻ em ở cao nguyên Golan thiệt mạng. Tuy nhiên, về vụ sát hại ông Haniyeh, cho đến nay, Israel không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng Israel không cố gắng leo thang một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, nhưng họ đã chuẩn bị cho tất cả các kịch bản. Điều đáng nói là chỉ trong một thời gian rất ngắn, thủ lĩnh của hai nhóm vũ trang thân Iran ở khu vực bị đoạt mạng. Một trong số đó xảy ra ngay trên lãnh thổ nước này. Đây là đòn giáng đối với hệ thống an ninh và vị thế của Tehran. Nó khó tránh khỏi việc chọc giận Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Vụ việc có thể khiến Israel chiếm lợi thế trong các cuộc đàm phán và hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin tù nhân với Hamas ở dải Gaza. Chính phủ cực hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng Israel, với tư cách là một cường quốc quân sự, đang chiến đấu ở Gaza để khống chế Hamas, một đồng minh của Iran. Israel cũng tuyên bố họ sẵn sàng mở rộng cuộc chiến hơn nữa, nếu cần thiết, để ngăn chặn Hezbollah ở Liban. Thưa hai vị chuyên gia, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì có thể thấy là cái chết của ông Haniyeh ở Tehran và ông Sucr thuộc lực lượng Hezbollah ở Beirut, hai nhà lãnh đạo của các nhóm chiến đấu được Iran hậu thuẫn, diễn ra chỉ trong một vài ngày. Và theo hai vị chuyên gia thì hai vụ ám sát này có ý nghĩa như thế nào về mặt thời gian và địa điểm đối với tình hình hiện tại? Xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Cái vụ ám sát thứ hai sáng mai 31 tháng 7 vừa rồi nữa, thì đến giờ phút này Israel gần như chưa thừa nhận chính thức, đúng không? Nhưng thật ra thì có thể nói rằng cái vụ ám sát này là của Israel thực hiện rồi. Và trước đây một ngày thì họ ám sát một thủ lĩnh của Hezbollah. Hai cái vụ ám sát này liên nhau. Và Israel tiến hành hai cái vụ ám sát này với hai cái mục đích khác nhau. Theo tôi nghĩ rằng là cái ám sát trong thủ lĩnh của Hezbollah, Israel đã tuyên bố công khai để trả đũa cái ngày 27 tháng 7 vừa rồi. Hezbollah đã bắn tên lửa vào một cái sân bóng của một trường học, làm 12 học sinh thương vong và một số người bị thương. Đấy là cái ngày 27 tháng 7, Hezbollah tấn công vào cái cao nguyên Golan.
mà cao nguyên Golan của Israel chiếm của Syria năm 1967. Ba ngày sau thì ngày 30 thì Israel tiến hành cuộc không kích vào phía nam Beirut và tiêu diệt một cái thủ lĩnh quan trọng của Hezbollah. Thì cái vụ tấn công Israel này thì rõ ràng là họ nói công khai để trả đũa thôi. Chứ còn cái vụ mà sát hại cái thủ lĩnh chính trị, có thể nói là cái người ấy là người tổ chức cái giao tiếp giữa Hamas nói riêng, giữa Palestine nói riêng, với cộng đồng quốc tế nói chung. Cái con người này là con người chấp nối mối quan hệ của Palestine nói chung, Hamas, với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Israel. Cái vụ này diễn ra sáng sớm ngày 31 tháng 7 vừa rồi. Cái việc này với có ý nghĩa khác của nó. Israel thực hiện làm cái vụ này đến cho dù hiện nay họ không thừa nhận. Nhưng cái việc này đã tạo ra một cái cơn khủng hoảng đặc biệt. Cái vụ khủng bố thứ hai có thể nói là giết hại một thủ lĩnh chính trị số 1 của Hamas, của Palestine, tạo một dư luận rất lớn. Ngay tại cái địa điểm mà thủ lĩnh chính trị này bị ám sát, tại nhà khách của Iran, mà nhà khách này được tổ chức hồi về bên cạnh bằng ngoài bảo vệ cho chặt chẽ. Hơn nữa, nói gì thì nói, cái ý tín của thủ lĩnh chính trị của Hamas này cũng để lại dấu ấn trong cộng đồng người Ả Rập, chứ không phải chỉ có Hamas, không phải chỉ có Palestine đâu ạ. Và nên nhớ rằng là kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, khi diễn ra cái cuộc tấn công của Hamas vào Israel, và sau đấy ngày 8 tháng 10 Israel tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực để tiêu diệt Hamas. Theo nhiều nguồn tin là 60 người thân của ông thủ lĩnh này đã bị Israel sát hại. Và chỉ riêng tháng 4 vừa rồi thôi ạ. Tháng 4 đến tháng 7 vừa rồi thì các vụ không kích của Israel vào Gaza đã giết hại 3 người con trai của ông này, 4 đứa cháu nội cháu ngoại của ông này, là 7 người chết trong một cái trận Israel không kích. Đấy là con người khá ôn hòa, có công tạo được mối quan hệ, có những chấp nối mối quan hệ giữa Hamas với Israel nói riêng, quan hệ giữa Palestine với cộng đồng quốc tế. Con người này để lại cái dấu ấn rất nặng nề, rất sâu đậm trong cộng đồng Palestine, đặc biệt trong thế giới Hồi giáo và các đồng minh của Palestine, đồng minh của Hamas. Cho nên rõ ràng cái việc mà sát hại cái thủ lĩnh chính trị của Hamas vào ngày 31 tháng 7 vừa rồi tạo dư luận cực kỳ xấu, đặt toàn bộ Trung Đông vào trạng thái có thể nói là bên bờ vực một cuộc chiến này. Mà cái việc này tôi cho rằng phải chăng đây là cái phép thử của Israel đối với Iran. Ngày 1 tháng 4 vừa rồi Israel tấn công bắn tên lửa vào một cái cơ sở quân sự ở Syria, là ngoài lãnh thổ Iran, một thuộc về cái lãnh sự quán quân sự. Cái việc này hoàn toàn khác với cái việc ngày 1 tháng 7 vừa rồi. Chúng tôi cho rằng là ngay cái bản thân, cái địa điểm, cái thời gian và cái con người, cái ông Herrera này tạo ra một cái làn sóng dữ dội, gần như một cơn bão tố Trung Đông, là vì cái lý do như vậy, có thể nói như vậy. Tôi xin phép được nghe ý kiến của chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Phải nói rằng là chỉ trong 2 ngày thì Israel đã sát hại 2 cái nhà lãnh đạo cao cấp của Hezbollah với lại của Hamas. Thì cái vụ sát hại này nó xảy ra trong một cái bối cảnh, tức là cái cuộc chiến ở Gaza mà do Israel phát động thì không đạt được các mục tiêu của mình là tiêu diệt Hamas và giải phóng con tin. Cái thứ hai là trong cái bối cảnh, tức là cái cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas với cái sự trung gian hòa giải của Qatar, Ai Cập và Mỹ thì bế tắc. Nó kéo dài mấy tháng nay rồi nhưng mà không đạt được cái thỏa thuận. Thế và cái thứ ba là nội bộ Israel là có bất đồng. Và ông Thủ tướng Netanyahu là đang chịu một cái sức ép rất mạnh ở trong nước, kể cả từ những cái
cựu lãnh đạo của Israel. Và hiện nay đang thành lập một cái gọi là cái phe đối lập để chống lại Thủ tướng Netanyahu và đòi ông này phải từ chức và tổ chức bầu cử sớm. Ngoài ra thì còn những cái phong trào biểu tình của những cái người dân Israel với sự tham gia của đến hàng chục nghìn người để chống ông Netanyahu. Thì trong cái tình hình như thế thì cái uy tín của ông Netanyahu này đang xuống ở cái mức rất thấp. Theo những cái thăm dò dư luận gần đây ấy, thì phải nói rằng là đến 70%, hơn 70% là người ta phản đối cái đường lối chính sách của Thủ tướng Netanyahu. Thì trong cái tình hình như vậy ấy, tôi cho rằng là Israel đã giết hại hai cái lãnh tụ của Hezbollah và Hamas. Thứ nhất là để gọi là duy trì cái uy tín, nâng cao cái uy tín của Thủ tướng Netanyahu mà đang bị chỉ trích rất nặng nề. Cái thứ hai là để cảnh báo cho cái lực lượng Hezbollah và Hamas là hai cái tổ chức kháng chiến gọi là vào loại mạnh nhất trong cái trục kháng chiến do Iran lãnh đạo, là phải có những cái như thế nào trong cái cuộc đối đầu với Israel. Và cái thứ ba là cảnh báo Iran gọi là cái kẻ thù không đội trời chung của Israel. Và đồng thời là chúng ta phải thấy rằng là cái việc giết hại thủ lĩnh của Hamas là cái ông Ismail Haniyeh ở tại trung tâm thủ đô Tehran. Đó. Và ngay trong cái ngày lễ nhậm chức của ông tân tổng thống là ông Masoud Pezeshkian, thì cái đó là để mà gọi là gửi đi một cái thông điệp cho chính quyền Iran, đồng thời gửi đi một cái thông điệp mạnh mẽ cho tân tổng thống mới của Iran là trong cái nhiệm kỳ sắp tới của ông ấy, ông phải có một cái chính sách nghĩa là ôn hòa hơn, không theo cái đường lối gọi là cứng rắn bảo thủ như những cái vị tổng thống trước đây của Iran. Cho nên là tôi thấy rằng là cái việc mà giết hại hai cái nhà lãnh đạo này thì nó xảy ra trong cái tình hình như thế thì nó đem lại rất nhiều những cái gọi là cái ảnh hưởng nó cái đối với Israel cũng như là đối với khu vực. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị và thưa hai vị chuyên gia, Iran không muốn chiến tranh nhưng họ lại rơi vào tình thế buộc phải đáp trả để gỡ thể diện sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ngay giữa Tehran. Có thể thấy hai nhân vật chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas giải Gaza Palestine và phong trào Hồi giáo Hezbollah Liban bị ám sát đã đẩy căng thẳng ở Trung Đông leo thang nghiêm trọng. Israel chỉ nhận trách nhiệm một trong hai vụ tấn công trên, nhưng Iran và các nhóm được Tehran hậu thuẫn kiên quyết buộc Israel chịu trách nhiệm về cả hai vụ việc. Diễn biến trên không phải là lần đầu tiên giới lãnh đạo phe chủ kháng chiến Iran bị sát hại kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào hồi tháng 10 năm 2023. Danh sách các lãnh đạo của Iran và chủ kháng chiến Iran bị sát hại trong gần 10 tháng qua mà Israel được cho là thủ phạm là những ai? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Nỗi lo về một cuộc xung đột lớn giữa Iran và Israel đang gia tăng khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Các chuyên gia từ Nga và các nước Ả Rập ngày 6 tháng 8 đã đưa ra những đánh giá khác nhau về khả năng xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực. Trong bối cảnh, Israel chuẩn bị cho khả năng Iran thực hiện một cuộc tấn công trả đũa sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Theo Dmitry Gandeman, cố vấn của Thủ tướng Israel, Tel Aviv đang chuẩn bị cho mọi kịch bản liên quan đến một cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng từ Iran. Trong khi đó, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực, với việc gửi máy bay và tàu chiến để chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công trả đũa. Các chuyên gia thừa nhận rằng khả năng Iran sẽ thực hiện một cuộc tấn công là có, nhưng một cuộc tấn công phủ đầu từ phía Israel là không quá khả thi. Cụ thể, Vladimir Sahin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phương Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ Iran là hiện hữu, nhưng việc Israel tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào Iran là thấp. Ông giải thích rằng không nước nào muốn mở rộng xung đột và biến một cuộc đối đầu hiện tại thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, Murat Sakhradeh, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, giảng viên thỉnh giảng tại Trường Kinh tế Cao cấp Moscow chỉ ra rằng căng thẳng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn nếu chính quyền Israel quyết định kéo dài cuộc xung đột để giải quyết các vấn đề trong nước và vấn đề Iran cùng các lực lượng dân quân thân Tehran của họ. Ông Sakhradeh cũng để ngỏ khả năng
Israel sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự trên bộ ở miền Nam Liban. Với các chuyên gia Ả Rập, Masoud Anfa, nhà phân tích về Iran và Trung Á, và tiến sĩ Mohamed Saleh Sekian, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập về Iran, đã đưa ra những nhận định về phản ứng của Iran đối với vụ ám sát ông Haniyeh. Chuyên gia Anfa cho rằng, Iran đang ở giai đoạn đầu của phản ứng đối với vụ ám sát và muốn đánh giá lại các biện pháp an ninh và tình báo để tái thiết khả năng răn đe đã bị xâm phạm. Ông Anfa nhấn mạnh rằng, vụ ám sát đã phơi bày khả năng tiếp cận của Israel vào các mục tiêu quan trọng của Iran, bất chấp các biện pháp bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Chuyên gia này cho rằng, Tehran có thể đã bắt đầu một cuộc chiến tâm lý nhằm vào Israel để gây hoang mang và làm giảm khả năng dự đoán thời điểm của các cuộc tấn công. Tiến sĩ Sekian cũng cho rằng, phản ứng của Iran có thể rất phức tạp và mạnh mẽ, với khả năng xảy ra các cuộc tấn công đồng thời từ nhiều mặt trận khác nhau. Ông nhấn mạnh rằng, các quan chức cấp cao của Iran, bao gồm lãnh tụ tối cao và tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, đã chỉ đạo việc trừng phạt và khẳng định rằng phản ứng của Tehran sẽ đủ mạnh để khiến Tel Aviv phải hối hận về hành động của mình. Tiến sĩ Sekian còn dự đoán rằng phản ứng của Iran có thể bao gồm các cuộc tấn công từ Liban, Yemen và thậm chí từ Iran nhằm khôi phục chủ quyền quốc gia bị vi phạm và tạo ra áp lực lên Israel. Ông lưu ý thời điểm và mức độ của phản ứng vẫn chưa rõ ràng và tình hình cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ. Vâng, thưa chuyên gia, sau cái chết của vị thủ lĩnh chính trị cấp cao Ismail Haniyeh thì phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas đã thông báo là chọn ông Yahya Sinwar làm lãnh đạo mới của văn phòng chính trị. Theo thông cáo vào ngày 7 tháng 8 của nhóm, vài phút sau thông cáo này thì cánh vũ trang của Hamas là lữ đoàn Isandin và Al-Qassam đã tuyên bố phóng loạt rocket từ giải Gaza về phía Israel. Một quan chức Hamas cấp cao cho biết là việc lựa chọn ông Sinwar gửi thông điệp mạnh mẽ tới Israel rằng chúng tôi sẽ tiếp tục con đường phản kháng. Và hai chuyên gia có nhận định như thế nào về cái sự lựa chọn này? Hiện nay là Iran là gọi là lãnh tụ tối cao và đại giáo chủ Ali Khamenei thì đang có một cái cuộc họp với các cái lãnh đạo, các cái đại diện của các cái nhóm vũ trang trong cái trục kháng chiến gồm có Hezbollah, rồi là Hamas, rồi Houthi ở Yemen, rồi một số những cái gọi là cái tổ chức kháng chiến khác ở Iraq, Syria, để bàn xem là đáp trả Israel như thế nào và cái thời điểm nào sẽ tiến hành cái cuộc tấn công này. Đấy. Thế thì tình hình như vậy, tôi nghĩ rằng là hiện nay thì vẫn đang hai bên vẫn đang có những cái gọi là chuẩn bị để mà đối đầu nhau trong cái cuộc sắp tới và tình hình phải nói là hết sức căng thẳng. Nhưng mà việc mà thời điểm như thế nào và đáp trả như thế nào, cho tôi nghĩ rằng là nó còn, chúng ta còn phải chờ xem trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Còn chuyên gia Lê Văn Cương, ông đánh giá thế nào về vị thủ lĩnh mới ông Yahya Sinwar? Rõ ràng cái người mà thấy bị sa thải, cái người mới nhận nhiệm vụ đấy của Hamas đó, thủ lĩnh chính trị đó, với quan điểm cứng rắn đối với Israel hơn. Quan điểm cứng rắn hơn đối với những vấn đề quan hệ của Hamas nói riêng và Palestine đối với thế giới Ả Rập và giới. Và tôi nghĩ cái việc này có lẽ là họ lựa chọn một con người mới này với ý đồ của Hamas. Thứ hai nữa là có lẽ trong cái vốn liếng cấp cao của họ cũng không có người nào có thể so sánh với người bị ám sát rồi. Và buộc lòng phải đưa ra một người trong bối cảnh này, phải đưa ra một người với thái độ có thể nói kiên quyết, cứng rắn hơn đối với Israel. Cái bối cảnh hiện tại có thể hiểu được. Và ông này là một cái nhân vật phải nói hết sức là cứng rắn. Sắp tới đây tôi cho rằng là nó sẽ có cái ảnh hưởng tiêu cực đến cái cuộc đàm phán sắp tới. Xin tôi muốn hỏi chuyên gia Quang Khai này. Cái việc lựa chọn như vậy là phải thông minh của Hamas không? Tôi cho rằng là để nó thể hiện một cái, tức là anh giết ông Ismail Hani là một cái sai lầm. Đó. Thế bây giờ tôi sẽ đưa một cái người cứng rắn hơn. Đó. Thì nó sẽ không có lợi cho Israel. Tôi đồng ý với chuyên gia. Cái việc đưa một người cứng rắn mà khét tiếng thế này đấy, thấy cái người rất là mềm mỏng, hoa giải đấy, để thỏa mãn cái tình cảm thôi ạ. Tình cảm là bất bình, căm thù thôi. Chứ còn về mặt lý trí nữa, là tôi cho làm sai lầm của Hamas.
Nói gì thì nói tương quan của Hamas với Israel là khác nhau hoàn toàn trên mọi phương diện. Cho nên khôn ngoan nhất anh vẫn là phải dùng một người quá mềm mỏng, tìm ra một cái lối đi hợp lý nhất trong cái thế yếu của anh. Chứ còn trong bối cảnh như này mà mục tiêu của Thủ tướng Israel là tuyên bố công khai ạ, phải tiêu diệt bằng được lực lượng chủ lực của Hamas. Còn ông có làm được không còn tính xéo, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái tiềm lực của Israel thì cái điều này không thể đùa được. Chứ trong bối cảnh hiện nay mà vì cái xúc động vì làm công thủ này mà đưa ra người như vậy thì tôi cho rằng có lẽ cũng là một sai lầm. Nó còn có một cái sai lầm nữa là chính ra là cái ngày 7 tháng 10 là Hamas đã mở một cái cuộc tấn công từ trên bộ, trên không, rồi là từ trên biển vào Israel và bắt cóc đi cái... Và đính, chính đấy là cái giọt nước tràn ly. Mà nếu mà không có cái sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 thì Israel sẽ không đáp trả và không đưa quân vào Gaza để mà nhằm thủ tiêu cái... Tôi đồng ý với chuyên gia Nguyễn Quốc Khai, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Trong cái bối cảnh như vậy mà anh phát động một cuộc tổng tấn công giết hại hàng nghìn, hơn 1.000 người Israel, đấy là một sai lầm chiến lược. Để làm gì? Để chuốc lấy hậu quả thảm họa đối với Israel, đối với Hamas. Nhưng tôi đồng ý với anh để làm sai lầm. Cái sai lầm chết người, đúng là sai lầm chết người với ý nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Sai lầm chiến lược. Chứ trong bối cảnh làm sao mà cái tương quan lực lượng như vậy anh lại phát động một cuộc tấn công như vậy được, để làm gì? Để bây giờ là gần 40.000 người Palestine ở Hamas đã bị chết rồi. Rồi Gaza bị... Gaza bị rồi. Rồi bây giờ ngay cái lực lượng cấp cao nhất của anh cũng bị sứt mẻ nặng nề rồi, để làm gì? Tôi hoàn toàn đồng ý với anh, để làm sai lầm. Đứng sau Israel ấy, là cả Mỹ và phương Tây. Người ta ủng hộ. Mà Hamas ấy, là cái lực lượng mà nó là cái dân quân. Quân thôi. Nó được trang bị những cái vũ khí hạng nhẹ. Thế làm sao mà có thể đối đầu bằng quân sự với Israel được? Cho nên là cái việc đó tôi cho rằng ấy là về sách lược là sai. Đứng sau Israel ấy, là cả Mỹ và phương Tây. Người ta ủng hộ. Mà Hamas ấy, là cái lực lượng mà nó là cái dân quân. Quân thôi. Nó được trang bị những cái vũ khí hạng nhẹ. Thế làm sao mà có thể đối đầu bằng quân sự với Israel được? Cho nên là cái việc đó tôi cho rằng ấy là về sách lược là sai. Việc mà thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát khi mà đến dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran tại thủ đô Tehran diễn ra, và theo chuyên gia đây có phải là sự thất bại lớn của an ninh Iran, và nguyên nhân đằng sau nó là gì, thưa chuyên gia? Xin mời chuyên gia Nguyễn Quang. Đúng là có cái sự yếu kém về tình báo của Iran, bởi vì họ đã bị cấm vận 40 năm này, hơn 40 năm này rồi. Không có một cái sự 45 năm. 45 năm nay, từ năm 1979 đến nay thì đã bị cấm vận như thế rồi. Cho nên là về quân sự, về tình báo ấy, là họ cũng không học tập được ở những các nước bao nhiêu. Cho nên là để sơ hở trong cái vụ việc như thế. Nhưng phải nói rằng ấy là Iran rất chủ quan để cho ông Ismail Hani ở trong một cái dinh thự nhà khách riêng biệt hoàn toàn. Đó. Thế cho nên là Israel ấy, trong khi đó thì cái tình báo về của Israel, cái cơ quan tình báo Mossad của Israel thì rất là tinh nhuệ. Và tất nhiên là có cái sự phối hợp với CIA của Mỹ. Mỹ nó cung cấp thông tin từ trên những cái vệ tinh nhân tạo. Thế rồi họ có những cái hệ thống định vị rất chính xác. Cho nên là không phải ngẫu nhiên, không phải tự nhiên mà họ có thể bắn được một phát tên lửa hay là bom hay là gì. Trúng mục tiêu ngay lập tức. Trúng ngay ở cái giường của cái ông ấy nằm. Giá mà như nhá, thì ông ấy ở để ông ấy một cái chỗ khác. Thí dụ như vào cái khách sạn 5 sao mà có rất nhiều người chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng cái bảo vệ nó cẩn mật hơn. Đó, thì tôi nghĩ rằng là sẽ không thể ám sát. Mà Israel đã có cái âm mưu ám sát hôm nay 4 lần rồi. Nhưng mà đều thoát cả. Đó. Thế thì trong cái vụ này là phải nói là Iran rất chủ quan. Trong cái việc mà bảo vệ ông ấy. Đó. Ông ấy là mục tiêu gọi là hàng đầu số 1 của Israel. Nó cần phải thủ tiêu. Thế mà cuối cùng ấy là để xảy ra cái vụ này, tôi cho rằng là đây là một cái... Thứ nhất là cái yếu kém về tình báo, về cái thứ hai là chủ quan,
Và trước đây thì chúng ta phải nói rằng là khi Israel đã ám sát rất nhiều những cái quan chức khác của vệ binh cách mạng Hồi giáo, IRGC, đúng không? Mọi người còn nhớ là vào tháng 1 năm 2021 thì Israel đã gọi là thủ tiêu cái vị tướng của vị tướng gọi là Soleimani ở Iraq, mà cũng bắn rất trúng vào cái đúng cái xe của ông ấy đi ở trên đường phố ở sân bay, là nhắm ông nào là chúng, nhắm ông nào là chúng ông ấy, bởi vì là cái tình báo của Israel và Mỹ phải nói là nó rất là tinh nhuệ và rất là hiện đại, cho nên là khó có thể tránh được. Thế thì rồi những cái vụ mà ám sát những cái nhà chuyên gia hạt nhân, đúng không? Những cái nhà hạt nhân mà ngay ở trong Iraq, và họ cũng bắn ngay trúng vào cái xe của ông ấy đi. Nhưng mà tôi cho rằng là đấy là một cái sự yếu kém, một cái sự mà chủ quan hết sức là lớn để xảy ra những cái vụ như vậy. Về vấn đề này thì tôi đồng ý về chuyên gia Nguyễn Quang Khai. Nói gì thì nói, tại cái nhà khách, thường khách đấy ạ, lãnh tụ tinh thần Ali Khamenei đã tuyên bố rằng đây là một người bạn tốt của Iran mà bị sát hại ngay trong lãnh thổ Iran tại cái thủ đô Tehran. Thì nói gì thì nói chứ không thể không khẳng định rằng cái sơ hở yếu kém về mặt an ninh của Iran được. Đến giờ phút này cũng còn hai giả thiết về cái sự kiện này. Một giả thiết là tên lửa bắn trúng cái phòng này. Một cái giả thiết khác là chính cái tổ chức tình báo Israel đã cài cắm người vào, chính là người của Iran làm gián điệp cho Israel, đặt bom vào tất cả 4 phòng, nhưng biết cái chỗ ông này đúng phòng nào, và điều khiển khi đặt bom xong rồi nữa thì ra khỏi Iran, ra nước ngoài và điều khiển. Hiện nay cái sự thật của cái vụ ám sát này thì còn có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng nói gì thì nói cũng là cái sơ hở yếu kém của an ninh. Và sau đấy thì là tôi biết là mấy ngày vừa rồi là lãnh tụ Ali Khamenei cùng với tổng thống mới họp liên tục, và nghe đâu đấy đã có một vụ bắt bớ một số người, kể cả sĩ quan trong cái về miếng cây mà cộng hòa, những người phục vụ nhà khách này. Đừng truy tìm nguyên nhân, xem có ai là tay sai, làm tay sai phục vụ Israel không, chứ nói gì thì nói đấy là một cái yếu kém sơ hở của Israel mà lên bất uy tín ngay tại nhà khách, thường khách của tổng thống, của lãnh tụ Ali Khamenei mà còn như vậy thì sau này còn ai yên tâm đến Tehran nữa. Cho đây là một cú đánh rất mạnh và của uy tín của Cộng hòa dân chủ Iran nói riêng và lực cái an ninh của cái Iran nói chung. Lãnh tụ Israel nói rằng là họ đã sát hại một người bạn thân của chúng ta trong đời chúng ta, vì thế chúng ta phải trả cái món nợ này, phải trả giá, buộc họ phải trả giá khốc liệt. Tôi cho rằng đấy đúng như chuyên gia cũng khai, đây một cái thất bại của lực an ninh Iran, có thể nói như vậy. Ngay cả trong trường hợp nếu mà Israel sử dụng những cái người Iran làm tay sai cho họ ấy, để thực hiện cái vụ này, thì tôi cho rằng cái đấy là cũng một cái sự yếu kém của của Iran, mà không phát hiện ra nó đã sử dụng bao nhiêu lần như thế rồi mà những cái người Iran để mà thực hiện những cái vụ ám sát như vậy. Mà theo một số cái nguồn thông tin cho biết thì đây là một cái Israel đã kết nối cái hệ thống định vị từ vệ tinh đến cái điện thoại của ông Ismail Haniyeh, cho nên là nó chính xác đến 100%, không chạch đi đâu được. Và cái nữa rằng ấy là chính ra là bắn từ trên trời xuôi xuống này, mà đến nay thì mặc dù là điều tra rồi, biết thừa rằng ấy là Israel là đứng sau cái vụ đấy rồi, thế nhưng mà không khẳng định được, không khẳng định được, không bằng chứng, không bằng chứng, đúng không? Thế là ngay cả cái vụ mà ông tổng cựu tổng cố tổng thống Ibrahim Raisi đấy bị thiệt mạng trong cái vụ tai nạn máy bay, cũng điều tra rồi, các chuyên gia của Nga cũng giúp đỡ rồi, các nước giúp đỡ, nhưng mà đến nay vẫn không khẳng định được rằng là ông ấy chết vì tai nạn hay là do một cái việc gì khác, một cái sự tác động gì khác. Đây là bí ẩn rất đấy. Khó. Bí ẩn rất tạm bí ẩn. Thời gọi là tai nạn thôi. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia. Thưa quý vị, nỗi lo về cuộc xung đột lớn giữa Iran và Israel đang gia tăng khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang.
Nhiều chuyên gia quốc tế đã đưa ra những đánh giá khác nhau về khả năng xảy ra một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực, trong bối cảnh Israel chuẩn bị cho khả năng Iran thực hiện một cuộc tấn công trả đũa sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Chúng ta sẽ cùng xem những đánh giá đó là gì qua đoạn clip ngắn sau đây. Ngày 31 tháng 10 năm 2023, ông Ibrahim Biari, chỉ huy của tiểu đoàn Jabalia tại trại tị nạn Jabalia phía Bắc Gaza, thiệt mạng cùng hơn 100 người khác sau cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia. Ông Biari đóng vai trò giám sát mọi hoạt động quân sự ở phía Bắc dải Gaza kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel đổ bộ vào khu vực này. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông Zari Mousavi, một tướng cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chịu trách nhiệm điều phối liên minh quân sự giữa Syria và Iran bị ám sát. Ông Mousavi thiệt mạng trong một vụ không kích vào nhà riêng ở Sajida Zaina, một vùng ngoại ô phía nam thủ đô Damas, Syria. Ngày 2 tháng 1, ông Saleh al-Dazouri, người sáng lập của cánh quân sự của Hamas và được coi là người đối thoại chính giữa Hamas và Hezbollah, và hai chỉ huy của Hamas thiệt mạng khi văn phòng của Hamas ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban bị tấn công tên lửa. Ông al-Dazouri là một nhân vật chủ chốt trong nhóm, là người thân cận với lãnh đạo quân sự Hamas Yahya Sinwar. Ông al-Dazouri có ảnh hưởng lớn ở bờ Tây Palestine và cũng là nhân vật quan trọng trong mạng lưới tài chính của Hamas. Ngày 10 tháng 3, ông Marwan Issa, phó chỉ huy cánh quân sự của Hamas ở Gaza và là một trong những người lên kế hoạch cho cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào khu phức hợp đường hầm bên dưới trại tị nạn Nusayrat, miền trung Gaza. Sĩ quan cấp cao của IRGC, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Al-Quds ở Syria và Liban, ông Mohammad Zera Zahedi, thiệt mạng trong một cuộc không kích vào Đại sứ quán Iran tại Syria tối ngày 1 tháng 4. Ông Zahedi là người có cấp bậc cao nhất của IRGC, bị ám sát từ khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng do bị Mỹ ám sát năm 2020. Iran cáo buộc Israel không kích ám sát ông Zahedi và đã đáp trả bằng một cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV lớn nhất trong lịch sử quân sự vào Israel. Hầu hết các vũ khí đã bị chặn lại và chỉ một người thiệt mạng do trúng mảnh vỡ tên lửa. Ngày 3 tháng 7, Hezbollah đưa tin, ông Mohammed Named Nasser, chỉ huy của đơn vị Aziz của Hezbollah, đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel. Ông này chịu trách nhiệm tấn công từ phía tây Nam Liban vào lãnh thổ Israel. Hezbollah sau đó đã bắn hơn 100 quả rocket cùng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel để đáp trả. Israel cho biết, cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào trại tị nạn Al-Mawasi phía tây thành phố Khan Yunis ngày 13 tháng 7 đã ám sát chỉ huy quân sự của Hamas, ông Mohammed Deif. Hamas chưa xác nhận thông tin về cái chết của ông Deif. Ông Deif nằm trong danh sách truy nã cắt cao của Israel kể từ năm 1995 và đã thoát khỏi nhiều âm mưu ám sát của Israel. Vị chỉ huy này là một trong những người đóng vai trò chủ chốt trong vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngày 30 tháng 7, lực lượng phòng vệ Israel cho biết đã tấn công có mục tiêu vào phía nam thủ đô Beirut, Liban để tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, ông Fuad Shukr. Ông Shukr là cố vấn cấp cao của lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, và là người chịu trách nhiệm lãnh đạo về mặt quân sự của Hezbollah. Israel nói rằng vụ không kích nhằm đáp trả vụ tấn công bằng rocket vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát ngày 27 tháng 7, khiến hàng chục trẻ em Israel thương vong. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát trong vụ nổ bom ở Iran. Iran và Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ việc. Ông Haniyeh là một nhà lãnh đạo chính trị lâu năm của Hamas và là người đưa ra quyết định cho nhóm, bên cạnh lãnh đạo quân sự Hamas Yahya Sinwar. Thưa hai vị chuyên gia, mặc dù ông Haniyeh không phải là nhân vật quan trọng về mặt quân sự, nhưng ông chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế của Hamas và là người đối thoại chính với các nước trung gian về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Vậy thì, theo hai vị chuyên gia, cái chết của ông Haniyeh có ảnh hưởng gì đến các cuộc đàm phán hay không? Xin mời chuyên gia Lê Văn Cương. Vấn đề cái đàm phán sẽ tiếp tục như thế nào? Một phần quan trọng của người tiền nhiệm, những cái quyết định không phải ông này quyết định. Cái quyết định đấy là những cái thủ lĩnh quân sự của Hamas. Ông này bù vào cái phần còn thiếu của thủ lĩnh quân sự cứng rắn để bù vào tạo thành một cái chính sách của Hamas. Mà tôi nghĩ là hai cái phần này bù nhau là tuyệt vời. Trong lãnh đạo quân sự Hamas có những phân tử cực kỳ cứng rắn như người có khai đã nói rồi. Nhưng ông này là bù đắp lại, điều chỉnh lại
làm cho cái mối quan hệ giữa Hamas với Israel nó tương đối có thể đoàn định được. Còn bây giờ đưa một người mà như chuyên gia mình cũng khai nói cứng rắn, có thể là cực đoan một cách quyết liệt như vậy để chống Israel, thì tôi cho rằng chắc chắn cái cuộc đối thoại sắp tới rất khó khăn. Khó khăn là vì xuất phát từ những cái người nắm quyền lực quân sự cao nhất của Hamas, 80% nằm chỗ này. Cái lệnh tù chính trị vừa rồi chỉ 20% thôi, nhưng 20% hết sức cần thiết để điều chỉnh những lúc nó căng thẳng. Bây giờ không còn 20% nữa thì tôi cho rằng là cái đối thoại sẽ khó khăn hơn nhiều. Mà đối thoại khó khăn thì nói chung cái thua thiệt sẽ thuộc về Hamas chứ không phải thuộc về Israel, có thể nói như vậy. Chuyên gia Nguyễn Quang Khai, ông có nhận định thế nào về số phận của những con tin? Rất khó có thể giải thoát được con tin của Israel. Hiện nay thì có hơn 100 còn lại và cũng chết rất nhiều rồi. Mà phải nói rằng Hamas cũng là một cái rất là tài tình đấy, họ giấu con tin ở đâu thì không biết được. Mà Israel cũng tình báo hiện đại như thế nhưng mà không phát hiện ra. Trong cái cuộc chiến gọi là kéo dài đến hôm nay là ngày 10 tháng rồi đấy. Có khả năng tìm ra các vị thủ lĩnh rất nhanh nhưng mà không tìm ra con tin, không tìm ra được. Thế cho nên rằng là trong cái tình hình sắp tới thì tôi cho rằng là để mà có thể lấy lại được con tin thì chỉ có cách duy nhất là trở lại bàn đàm phán. Bàn đàm phán để đạt được một cái thỏa thuận là ngừng bắn và trao trả những người bị giam giữ, trong đó thì có con tin của Israel. Thế thì còn thì ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là khó lắm, không thể khả năng. Mà như chúng ta biết là trước đây ấy, vào tháng 11 năm 2013 thì cũng đã đạt được một cái thỏa thuận tạm thời rồi. Và cũng đã thỏa thuận, đã giải thoát một số con tin rồi. Và cũng đã ngừng bắn được đến gần một tháng, đúng không? Thế thì tôi cho rằng là cái gọi là cái giải pháp duy nhất để lấy lại con tin thì chỉ có là thông qua cái con đường đàm phán, chứ không có thì con tin cứ chết dần chết mòn mà không lấy lại được. Mà phải nói rằng là đây chúng ta phải nói rằng là Israel cũng quá, nghĩa là để một cái hơn 100 con tin của mình bị giam giữ 10 tháng nay rồi. Cho nên là nếu mà một cái người khác, một cái nước khác, tôi nghĩ rằng là họ sẽ có cái cách để thỏa thuận với Hamas, để mà đưa được, bước đầu tiên là phải đưa được cái con tin về đã. Chứ còn nếu mà bây giờ là đưa không lấy lại được con tin thì cái uy tín của chính phủ Netanyahu sẽ bị giảm sút rất là mạnh. Không, nó vấn đề chỗ này chuyên gia Nguyễn Quốc Khai ạ. Cái ý đồ của ông Netanyahu, thủ tướng Israel á, ông đặt mục tiêu tiêu diệt lực lượng quân sự Hamas cao hơn là giải phóng con tin. Như thế là không có mà tình nhân đạo. Đúng, hoàn toàn đúng. Có thể là ông hy sinh con tin nhưng mà ông phải tiêu diệt Hamas. Quan điểm của thủ tướng Israel là như vậy. Và vì thế mới diễn ra thì tình hình như chuyên gia cũng khai nói thôi. Chứ nếu như mà họ đặt vấn đề giải phóng con tin nên quan trọng nhất thì chắc chắn sẽ không diễn ra cuộc chiến làm 40.000 người Palestine chết trận ở Gaza như vừa rồi đâu. Quan trọng là mục tiêu chính trị, đúng không ạ? Trong một chính trị mà. Có thể nói như vậy. Thế còn cái cuộc đàm phán sắp tới tôi nghĩ rằng là cũng hết sức là khó khăn. Bởi vì là Israel lại đi giết một cái trưởng đoàn đàm phán của Hamas. Mà cái ông này như tôi đã nói là ông này có cái thái độ hết sức là mềm dẻo. Và mong muốn là đạt được thỏa thuận. Thế thì bây giờ đấy, là ông lại đi giết ông ấy. Giết trưởng phòng đàm phán, trưởng đoàn đàm phán. Và bây giờ cái trưởng đoàn đàm phán sắp tới mà cái ông gọi là trưởng cái ủy ban chính trị, văn phòng chính trị của Hamas là cái ông Yahya Sinwar, là một cái nhà hết cực kỳ là cực đoan và chống Israel rất là mạnh mẽ, mà lại sắp tới lại điều khiển những cái cuộc đàm phán với Israel, thì tôi nghĩ rằng là sẽ hết sức khó khăn. Và cái cuộc chiến ở Gaza tôi nghĩ rằng sẽ không thể chấm dứt nhanh được.
Ngoài ra thì phải nói cái đàm phán sắp tới của giữa Hamas với Israel còn phụ thuộc vào cái phản ứng của Iran và Hezbollah như thế nào các ạ. Trước mắt chúng ta là quan bản số. Iran chưa ra đòn. Hezbollah là cách ngày hôm kia là mới thử phản ứng thôi. Một loạt cái máy không người lại thử xem thôi. Hiện nay cái lực lượng cái trục kháng chiến này chưa có thay đổi gì rõ ràng cả. Cho nên phải chúng ta phải chờ cái phản ứng của Iran và Hezbollah và trục kháng chiến này đối với Israel. Sau đấy mới bàn được cái chuyện đàm phán giữa Hamas với Israel được. Chưa? Bế tắc hoàn toàn, có thể nói như vậy. Trước mắt là thế. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những ý kiến, những nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong khi cuộc chiến tranh tổng lực chắc chắn sẽ có những hậu quả thảm khốc và không nằm trong lợi ích của bất kỳ quốc gia nào cũng như của khu vực, thì khả năng nổ ra chiến tranh vẫn không thể loại trừ do tình trạng đối đầu có cúc rễ sâu xa cũng như đòi hỏi chiến lược từ cả Israel và Iran. Kết quả chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhiều nhân tố, đáng chú ý là phản ứng của những quốc gia chủ chốt dính líu vào cuộc xung đột trong khu vực và của cộng đồng quốc tế. Nỗ lực của các nước lớn trong việc làm trung gian hòa giải và giúp giảm căng thẳng có tầm quan trọng mang tính quyết định trong việc ngăn chặn một thảm họa chiến tranh. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Nếu yêu thích chương trình, quý vị khán giả hãy like, chia sẻ và nhấn theo dõi kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những số bình luận tiếp theo. Tôi, biên tập viên Nga Vũ và các vị khách mời sẽ luôn đồng hành cùng quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.